Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được những thông tin hữu ích nhất. Hãy nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào trong ngày quý vị nhé. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau chúng ta của hiện tại, Sơn Tồn tiếp tục mất em của ngày hôm qua khỏi Youtube. Cụ thể ngày 5 tháng 3, cộng đồng Sika bàn hoàng khi không xem được MV Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng MTV. Khi nhấn vào đường link MV, dòng chữ đây là video riêng tư, MV đã bị ẩn vì lý do bản quyền. Người hâm mộ chỉ có thể xem khi có tài khoản đăng nhập của kênh của Sơn Tùng MTV cung cấp. Hiện tại khán giả tìm kiếm từ khóa Em của ngày hôm qua trên YouTube sẽ chỉ xem được những bản cover hoặc bản hát live của Sơn Tùng còn nhớ cách đây không lâu, MV chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng cũng đã bị gỡ bỏ trong vòng 24 tiếng vì lý do bản quyền. Riêng trường hợp em của ngày hôm qua, lý do thực hư ra sao chưa được tìm ra. Nhiều fan cho rằng lý do hợp lý nhất có lẽ là việc hợp đồng âm nhạc giữa Sơn Tùng và đơn vị sở hữu bản quyền ca khúc đã hết hạn. Trước đó vào năm tháng 8 năm 2014, tức là sau 8 tháng có mặt trên Youtube, em của ngày hôm qua cũng từng đột ngột bị gỡ bỏ vào đúng thời điểm vừa đạt được 40 triệu lượt xem. Ở thời điểm ấy, con số này kỷ lục đầu tiên mà Vbox xác nhận được trên hệ thống nghe nhạc trực tiếp có quy mô. Thời điểm đó, nhiều thông tin cho rằng lý do em của ngày hôm qua bị xóa sổ khỏi YouTube nằm ở những lùm xùm đạo nhạc mà ca khúc này đã vướng phải vào năm 2014. Không chỉ trong nước mà báo chí nước ngoài cũng đã nhiều lần lên án sơn tụng MTV. Cũng bởi liên quan đến vấn đề bản quyền, YouTube đã buộc phải ra tay gỡ bỏ một trong những bản hit đầu tiên của chàng trai gốc Thái Bình. Sau đó MV chính thức đăng tải lại trên kênh Sơn Tùng MTV vào năm 2017. Ngày 13 tháng 10 năm 2017, MV chính thức cán mốc 100 triệu view sau 4 năm ra mắt. Cùng vướng lầm sầm đảo nhái, Sơn Tùng và Giác im lặng, còn nghệ sĩ Thái tổ chức hẳn cuộc họp báo để xin lỗi. Những ngày qua, nhiều người bất ngờ khi liên tiếp các ca sĩ vướng phải lầm sầm đảo nhái. Bởi lẽ chỉ trong vài ngày, hết chúng ta của hiện tại, có chắc đây là yêu của Sơn Tùng, đến em gì ơi, đơm đớm, hoa hải đường của giác liên tục bị đưa ra mổ xẻ là ăn các bí tưởng của các nghệ sĩ khác. Cũng trong lúc đó, ở nước bạn Thái Lan, một nam diễn viên trẻ có tên là Supasit cũng vướng phải lầm xùm đảo nhái. Tuy nhiên, nhanh chóng nam diễn viên này đã xuất hiện trước truyền thông sau drama ăn các bí tưởng MV. Cụ thể vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, diễn viên Supersit tổ chức họp báo để làm rõ vụ drama ăn cắp bí tưởng MV Cover Aptolo. Theo đó, nam diễn viên bị tốt có nhiều điểm tương đồng với MV Triệu View khác, khiến bùng nổ tranh cãi giữa hai fandom. Đặc biệt, để cố gắng kiểm soát tình hình, ekip Supersit Studio đã đăng tải bài giải thích chi tiết, nói lời xin lỗi ba lần cùng với việc thu hồi sản phẩm âm nhạc. Cuối cùng, đích thân diễn viên đã quyết định mở cuộc họp báo để đích thân xin lỗi về vụ việc này với hy vọng sẽ khiến người hâm mộ nguôi cơn giận và hiểu rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Về phía Sơn Tùng và Giác đều im lặng trước tâm bảo. Nhiều người cho rằng Sơn Tùng và Giác có nhiều điểm chung, đó là hiện đang là những tên tuổi được quan tâm đông đảo nhất Việt Nam, đồng thời cả hai đều sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất về beat. Và điều cuối cùng đó là sự im lặng. Im lặng trước tâm bảo là điều Sơn Tùng và Giác đã làm trước những lùm xùm đạo nhạc. Về phía Sơn Tùng, không ít lần nam ca sĩ gặp phải những nghi vấn đạo nhạc nhiều ca khúc của nam ca sĩ khi vừa ra mắt đều bị soi về nội dung giai điệu với ác cảm và sự quy chụp rất thành kiến có thể kể đến như cơn mưa ngang qua nắng ấm xa dần em của ngày hôm qua chắc ai đó sẽ về chúng ta của hiện tại có chắc đây là yêu cũng lần lượt bị tố ăn cắp biết từ nhà sản xuất âm nhạc khác về phía sắc chỉ trong một thời gian ngắn Lọt bản hit đình đám của sắc bổng chốc đều bị khai quật vì nghi án đạo nhái. Tính riêng kể từ khi sắc tách ra solo, anh tung ra ba sản phẩm thì có hai dính vào lầm sầm đạo nhạc. Việc một nghệ sĩ nước bạn tổ chức hẳn cuộc họp báo để xin lỗi người hâm mộ khiến hai nam ca sĩ hết nhất vì biết hiện tại ít nhiều cũng bị đặt lên bàn cân so sánh. Thậm chí nhiều người cho rằng chẳng cần nhìn đâu xa, KCM cũng là người minh chứng rõ ràng cho việc tôn trọng khán giả của mình. Sự nghiệp của Sơn Tùng hay Sắc có thể thành công hơn, nhưng về khoản xử lý khủng hoảng vì những tin đồn, thì KCM đã làm rất tốt nhằm không để lại tiếng xấu. Thay vì im lặng, hãy lên tiếng. Đây là điều các nghệ sĩ khác nên học hỏi khi vướng phải lầm xùm. Dù ít hay nhiều, đây cũng là điều cơ bản nhất trong việc tôn trọng chính bạn và các fan của mình. Antifan mở cuộc kêu gọi tẩy chay Sơn Tùng MTB. Chuyện gì đang xảy ra? Dường như năm xuôi tháng hạn của Sơn Tùng MTB vẫn đang tiếp tục làm nam ca sĩ khống đốn ồn ào tình cảm trà xanh nổ ra vào cuối năm 2020 và loạt những nghi vấn đạo nhạc bùng nổ đầu năm nay đã khiến cho tên tuổi của Sơn Tùng MTV bị ảnh hưởng rất nhiều theo chiều hướng tiêu cực. Lớn nhất gần đây chính là việc MV chúng ta của hiện tại của nam ca sĩ gốc Thái Bình đã bị ba màu vì nhận báo cáo bởi nhà sản xuất người Anh. Tuy hiện tại MV này đã chính thức trở lại YouTube nhưng nghi vấn đạo nhạc vẫn còn đó. Và điều này khiến cho nhiều người không còn tin tưởng. Thậm chí Antifan đang mở cuộc kêu gọi hoành tráng nhằm tẩy chai sơn tùng MTV Cụ thể, trên một trang mạng xã hội, một tài khoản đã đăng tải nội dung mang tính chất chỉ trích hành vi được cho là đạo nhạc của giọng ca có chắc yêu là đây. Tài khoản này kêu gọi anti chúng ta cùng nhau hỗ trợ, đồng thời còn công khai cho rằng đạo nhạc có tư cách gì mà vênh báo. Hành động này của tài khoản được cho là anti fan của nam ca sĩ sinh năm 1994 đang gây sự chú ý, đồng thời cũng chứng tỏ việc danh tiếng của Sơn Tùng MTV bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lầm sầm liên tiếp gần đây. loạt bình luận kém duyên dưới chia sẻ của Trấn Thành bày tỏ thương Lan Ngọc gây bức xúc. Sau khi Lan Ngọc lên tiếng về tin đồn lộ clip nóng, MC Trấn Thành đã để lại bình luận động viên dưới bài đăng sáng hôm nay cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ hình ảnh được chụp từ clip nóng và cho rằng người xuất hiện trong đoạn clip là diễn viên ninh dương lan ngọc ngay sau đó ít phút nữ diễn viên đã chính thức có chia sẻ trên trang cá nhân nữ diễn viên đã gửi lời xin lỗi đối với các đơn vị nhãn hàng đối tác người thân gia đình bạn bè và đặc biệt là quý khán giả vì phải đọc những thông tin không hay đang tràn lan trên mạng vừa qua đồng thời khẳng định người con gái trong đoạn clip đen đang tràn lan trên mạng xã hội không phải là mình. Sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của tôi và ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của tôi, Ninh Dương Lan Ngọc viết. Sau đó, dưới phần bình luận rất đông những người quan tâm đến vụ việc đã để lại bình luận động viên nữ diễn viên, đặc biệt trong đó có Trấn Thành. Theo đó, Trấn Thành đã bình luận võn vẹn chữ thương dưới bài đăng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hàng loạt người dùng kém duyên đã bình luận tiếp nói rằng Anh xem chưa anh xịn? Anh coi clip chưa? Chắc anh thành xem rồi đúng không? Loạt bình luận kém duyên ngay lập tức bị phản bác Vô duyên mất dạy mà nghĩ mình hề hước à? Ninh Dương Lan Ngọc và Trấn Thành từng kết hợp trong bộ phim Cua Lại Vợ Bầu Sau đó cả hai còn tham gia Run In Man phiên bản Việt Nam Nên mối quan hệ thân thiết của cả hai cũng dễ hiểu Thậm chí cả hai còn có màn hôn nhau trước mặt Harry Won khiến bà xã Trấn Thành nổi ghen dù không ít lần bị hiểu lầm là có tình ý với Trấn Thành, nhưng thực chất cả hai chỉ là anh em thân thiết trong showbiz. Mối quan hệ thân thiết của mẹ cám và Hari Won là chứng minh rõ nhất cho điều này. Tuấn Hưng bày tỏ mong muốn được gặp mặt trực tiếp anh hùng Nguyễn Ngọc Mạnh. Hưng cho biết bản thân rất xúc động trước câu chuyện của Nguyễn Ngọc Mạnh. Nguyễn Ngọc Mạnh chính là cái tên đang gây bão cộng đồng mạng sau màn cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 của tòa chung cư một cách thần kỳ không chỉ cộng đồng mạng mà giờ đây những người nổi tiếng trong showbiz cũng không giấu được sự cảm thán dành cho hành động tuyệt vời của vị anh hùng này. Tuấn Hưng mới đây bày tỏ sự tháng phục dành cho Nguyễn Ngọc Mạnh. Với tôi, đây là một điều thần kỳ lẫn may mắn vì nếu Mạnh thiếu sót đi một chút chính xác, kết quả có thể sẽ hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy như em bé được sinh ra lần thứ hai vậy. Tôi xem video thôi đã thoát cả tim. Tôi không phải là kiểu người nhút nhát, nhưng chứng kiến cảnh em bé trèo ra lan can từng chút một bám viện rồi rơi tự do tôi thật sự không dám xem phần còn lại đến khi có người hô quán đã đỡ được cháu bé tôi mới mở mắt ra quả thật rất kỳ diệu bạn mạnh có nói rằng bất cứ người cha nào khi nghĩ đến con mình đều có thể làm những điều nguy hiểm nhưng với tôi hành động của mạnh vừa nhanh vừa thông minh lại bất chấp hậu quả gì có thể xảy ra đối với cậu ấy dường như trong khoảng khắc ấy Cậu ấy muốn làm tất cả để lấy cứu bé Thật sự tuyệt vời Tuấn Hưng cho biết Ngoài ra Tuấn Hưng cũng mong muốn có dịp gặp gỡ Nguyễn Ngọc Mạnh một lần ngoài đời Có thể thấy được rằng Với tâm thế một người có con nhỏ Tuấn Hưng đã không giấu được sự nể phục của mình dành cho anh hùng Nguyễn Ngọc Mạnh